Cả nhà ơi, hôm nay được nghỉ, bữa nay mới được đi làm móng. Ai ai ai, làm móng cả nhà. Ui ui ui, làm móng chân. Mấy bạn này làm móng chân đau quá à. Đau đau đau, mấy bạn làm móng chân đau quá à. Chắc lần nào lại mấy bạn làm cũng đau hết trơn. Vừa vừa làm móng chân mà vừa cạo da luôn á cả nhà. Ui ui ui, chắc chắc ui chắc ui chắc. Nhà hãy đến thăm nơi này nha.